Dạ mấy chị nha, bữa nay mình làm cá lóc hấp cải nha, bắt đầu chín rồi đó, mình đem ra nha. Wow. Cá lóc hấp cải. À, mọi dạ, người ăn nha. Mọi người ăn cá lóc hấp cải. Dạ. Hấp cải. Ớt xay. Tương ớt. Ngon lắm mọi người ơi. Rồi ăn đi, mọi ăn đi. Miếng thịt chà bá. Ăn cải. Mình lấy cái muỗng nha. Cái muỗng. Ớt vô nhiều như nào. Em thử nữa lắm. Ngon lắm nha mọi người. Mọi người ăn không? Cái cá à. Ăn ớt nè. Mấy chị ăn ớt. Chơi mì đũa ớt không? Ngon. Ngon. Chớp cài chả có cài rồi, cô chú anh chị ăn nha. Ăn nữa ngon mấy chị ơi. Quá chợt luôn, quá quá chợt luôn mọi người ơi. Ngon. Đây là cá lóc hấp cải. Bỏ ra nè, rô rau vô. Wow, quả cải. Cái làm chẳng với mọi người. Ở trong đây làm nó cầm mệt. Hấp nhà gai gì biêu. Cải nè, dịch miếng ớt luôn nè. Này mình ăn có con sống nha. Nó này còn dai không? Chứ là ngon là ngon không? Vậy này nè. Bác bác. Ớt. Quá ngon. Cay quá. Ăn nút thương luôn. Này à. Quế. Quế. Quế nha mọi người. Ăn cá thơm. Rồi là ở quế rồi. Đây à. Dạ. Miếng cá lóc vô. Nấu đầu nè, sút tương ớt vô. Ớt. Ớt siêu cay nha. Quá ngon. Nó nha mà mấy chị cô chú anh chị ăn ha. Quá ngon luôn. Cá lóc. À. Đọc cay đó nha mấy chị ơi. Ra đó ngồi khóc luôn à. Cay cay mà ăn khóc luôn. Còn ruộng cá. Ruộng cá tay còn gì nè. Mời mọi người ăn nha, ruộng cá. Béo. Cái lóc bự béo quá. Đầu cay cấp độ 3, độ 4 rồi nha. Coi nè mọi người, nó trắng. Wow, quá ngon. Thịt nó trắng phao nghe mọi người ơi. Quá trời. Đồ ớt bỏ ao luôn nè. Ớt sỉ còn lại. Nè, ăn có hành vô. Ngồi gai. Gai. Mọi người vô giúp cho mình xin một người đăng ký nha mọi người. Đăng ký là một like, một chia sẻ nha mọi người. Có động lực nha. Em
hạn mình làm mấy clip tiếp theo cho nó dữ dữ rồi. Dạ. Muốn làm clip phải dễ mọi người. Tốn 100 mấy 200 nghìn. Mà theo mọi người không coi lại nó không được nhiêu tiền. Không nhiêu tiền. Tiền nhiêu. Hay mình làm mình gắng cố gắng thôi, cho phát triển kênh thôi nghe mọi người. Cái là nhận là không có. Không có là nhận rồi. Không đủ mua nhà ăn nữa. Trời ơi. Bên mỏ. Nó không để. Không phải không. Gỗ gì có mấy chén nha. Xùi. Bà cháy, bà cháy. Bớt vô. Cuốn cái cuốn này là tới công chuyện luôn. Cao quá. Bớt tay đó. Nè, có ly nước không? Ngon bia. Đời nãy tôi ăn ngon bia đi. Trời quá. Ừ, đang thiếu. Cay quá. Cay cay dẫn ăn. Ừ. Tục đó. Cay. Ừ. Ngon. Lấy cốt người nhỏ hay à mà lấy cốt, lấy cốt à, lấy cốt mọi người, lấy cốt một cá luôn. Béo. Quá ngon. Bả cháy. Cái gan á. Quá ngon. Ừ. Nhỏ nhỏ không? Cào quá. Cào quá. Quá trời cay nha. Clip này cũng dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn.